Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio truyện Đông Hua. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 387, Tam Trọng Thánh Long Ngâm. Đương nhiên, tuy lực lượng của phần thần tứ hỏa cường đại, nhưng cũng chỉ có thể chống lại bán đạo thần sơ dài, cho nên cũng không biết ba cái bóng trước mắt là sơ dài hay là siêu việt sơ dài. Nhưng cho dù là như vậy, át chủ bài của tiêu viêm cũng không thể xem thường trận chiến hôm nay nếu tiêu viêm thắng Vậy thì sẽ trở thành vị cứu tinh của Đông Châu chi địa, như vậy, đến lúc đó lực ảnh hưởng và thanh thế sẽ vang dội, nếu thất bại, cũng sẽ không có ai nói gì Tiêu Viêm, dù sao, đối phương đều là thực lực bán đạo thần, mà theo Tiêu Viêm thi triển ra lực lượng phần thần tứ hỏa, ánh mắt của ba cái bóng trở nên có chút bất thường, hơn nữa khi bọn chúng nhìn thấy cỗ lực lượng kim sắc trên người Tiêu Viêm, dường như có chút quen thuộc, nhưng lại không dám chắc chắn, dù sao lực lượng mà bọn chúng nghĩ trong lòng không phải chỉ có chút năng lượng này, có lẽ chúng ta đã nghĩ nhiều xem ra chỉ là khí tức tương tự mà không phải là thần lực đó, ba cái bóng liếc nhìn nhau, nếu thực sự là thần lực đó, bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ, tiểu huynh đệ, vốn không định cùng ngươi giao thủ, nếu ngươi nhất quyết làm như thế, như vậy hôm nay, ngươi hãy lưu lại đây đi, ba cái bóng lần lượt kết ấn, phía sau hiện ra ba đạo trận pháp, trong trận pháp tỏa ra khí tức vòng linh, khí tức của bọn chúng như oán niệm thoát ra từ vực sâu, lạnh lẽo khắp mọi ngóc ngách, khí tức cường đại thôn phệ hết thảy, mỗi một cái bóng như đều gánh chịu sự nặng nề cùng ký ức của vô số vong hồn, khiến người ta dùng mình. Tiêu viêm thấy vậy, cũng không còn yên lặng đứng ở đó nữa, trực tiếp nắm chặt thần hòa hằng cổ xích trong tay, quy lực của cửu luân diệt nhật xích ngưng tụ tỏa ra mơ hồ, dưới trạng thái phần thần tứ hỏa, khi thế này so với trước kia càng thêm hung hãn. Hắn đứng trước mặt ba cái bóng, ánh mắt như đuốc, phần thần tứ hỏa trên người được thúc giục đến cực hạn. Hơn nữa, vô số hỏa diễm hừng hực cháy quanh thân, trong vô hình tiếp xúc va chạm với khí tức vong linh của đối phương bộc phát ra tiếng nổ trầm muộn sau khi kích hoạt phần thần tứ hỏa lực lượng của tiêu viêm có thể so với bán đạo thần sơ dài đương nhiên nếu đổi lại là lực lượng khác để nâng cao bản thân tự nhiên với thiên vị thần thể bây giờ không thể chống đỡ 3 giây sẽ bị lực lượng của bán đạo thần phản vệ đây chính là chỗ tốt của phần thần chi lực lần trước mượn lực lượng của phần lão cũng không thể chống đỡ nổi 3 giây thiên vị thần thể của hắn đã không chịu nổi mà phần thần tứ hỏa của phần thần quyết liền giải quyết vấn đề này phong linh nộ hài một chiêu thức như thần chi sứ giả đến từ kỳ nguyên xa xưa mang theo ý chí vong linh hủy diệt phá không mà ra thanh thế hùng vĩ như lôi đình vạn quân giấy lên cự lãng vô hình cao vạn trượng tỏa ra khí tức vong linh khiến người ta nghẹt thở trực tiếp thôn phệ toàn bộ thiên địa này vào trong đó trận pháp phía sau ba cái bóng cũng bắt đầu dao động phù văn cổ xưa nhảy nhót trên không trung lại một lần nữa ngưng tụ thành một tấm lưới có thể giam cầm hết thảy vạn vật muốn giam cầm tiêu viêm trong tấm lưới vô hình cuối cùng bị vong linh nộ hải vạn trượng thôn phệ hoàn toàn một khi bị nộ hải thôn phệ tiêu viêm sẽ trở thành vong linh của đối phương khí tức vong linh lan tràn hải khiếu vạn trượng vô hình kia thôn vệ sinh cơ xung quanh dần dần ập đến tiêu viêm tiêu viêm cao mày hắn biết trận chiến này vô cùng quan trọng nếu thua toàn bộ đông châu tri địa sẽ bị hủy diệt hơn nữa tính ra không biết vị hoa tiên tử trong thánh hoa điện kia có phải là người trong ký ức của hắn hay không nếu đúng là nàng vậy hắn càng phải ngăn cản ba cái bóng này đây chính là thủ hộ chi đạo của tiêu viêm bảo vệ thế giới bảo vệ người bên cạnh bất quản là thân tình hay hữu tình tiêu viêm sẽ đều bảo vệ lực lượng của phần thần tứ hỏa cuồn cuộn trong lòng bàn tay tiêu viêm dường như cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân hào quang của hỏa diễm đột nhiên trở nên trói mắt hơn đám người một bên nín thở nhìn trái tim bọn họ co rút theo dao động của trận pháp vẻ lo lắng giao thoa trên mặt bọn họ vũ tuyết càng bối rối trong mắt nàng lóe lên vẻ kiên định âm thầm cầu nguyện cho tiêu viêm đột nhiên tiêu viêm hét lớn một tiếng phần thần tứ hỏa hóa thành một con hỏa long khổng lồ bay phút lên trời dưới một tiếng hét lớn nhiệt độ trong thiên địa tăng mạnh phát ra tiếng xì xì của hòa diễm thiêu đốt không khí va chạm với đạo chiêu thức vòng linh kia ầm um, sóng nhiệt như liệt hỏa cuốn qua thiên địa uy lực của cửu luân diệt nhật xích vào lúc này thể hiện rõ ràng nó giống như một vầng thái dương cuồng bạo uốn lượn trên không trung tỏa ra hào quang trói lọi vòng linh nộ hải vô hình kia dưới sự tác động của nó giống như cự thú bị chọc giận nước biển bắn tung tóe sóng xung kích như cuồng phong quét ngang mọi thứ xung quanh một cách vô tình tuy nhiên vong linh chi hải cũng không chịu khuất phục nó ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ trong phẫn nộ thôn vệ cửu luân diệt nhật xích trong nháy mắt hóa thành một vùng vong linh chi thủy cuối cùng biến mất không còn tăm hơi ngay sau đó sau khi vong linh nộ hải đánh tan cửu luân diệt nhật xích như thể vong linh chi nộ của bản thân trở nên cường đại hơn hung hãn ập về phía tiêu viêm khi thế cường đại như thể dễ dàng thôn vệ hết thảy vạn vật trên thế gian cỗ lực lượng này càng khiến vô số cửu trọng thiên vị thần cảm thấy tuyệt vọng lực lượng của bán đạo thần cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn họ không ít cường giả thần trích đều lo lắng cho tiêu viêm tuy đạo lực lượng kim sắc trên người tiêu viêm có thể chống lại bán đạo thần nhưng đối phương có ba tên bán đạo thần cho nên trong tình huống này ngược lại tiêu viêm lại lâm vào thế bất lợi đối mặt với công kích đáng sợ này trong mắt tiêu viêm lóe lên vẻ quyết tuyệt toàn thân hắn bộc phát ra lực lượng cường đại giống như một bình chướng không thể lay chuyển không gian xung quanh đều tràn ngập thần chi khí tức của hắn khí tức lực lượng này khiến không khí trở nên đặc quánh như thể ngay cả thời gian cũng không thể thoát khỏi, bị đóng băng hoàn toàn. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một sợi tóc trên người tiêu viêm, dưới sự bao phủ của lực lượng này, như đang thể hiện sự bất khuất và kiên cường của hắn. Hắn từng chỉ là một phế vật tam đoạn đấu khí, mà giờ phút này, phế vật kia lại thể hiện thiên phú còn kinh khủng và cường đại hơn các thần kiêu trong chư thần vạn giới. Đây chính là tiêu viêm, càng là viêm đế không người biết đến. Theo tiêu viêm bộc phát ra lực lượng cường đại một lần nữa, trong thiên địa chỉ còn lại tiếng hít thở của tiêu viêm cùng tiếng gầm rú của vong linh chi hải hai thứ giao thoa với nhau tạo thành một bản giao hưởng kinh tâm động phách dưới sự chống đỡ của cỗ lực lượng này tiêu viêm không hề lùi bước nghênh đón cuộc tấn công của vong linh nộ hải hắn cũng chuẩn bị phát động phản kích cuối cùng thiên địa dung chuyển toàn thân tiêu viêm run dày. trong kim sắc nhãn đồng của hắn có tê sáng cuồn cuộn phần thần chi lực dưới trạng thái tứ hỏa càng bộc phát ra lực lượng chưa từng có khiến thần nguyên chi khí trong cơ thể tiêu viêm liên tục không ngừng vĩnh viễn không cạn kiệt cửu luân diệt nhật xích cũng không thể làm ngươi bị thương chút nào vậy thì tiếp theo ta sẽ thi triển lực lượng có thể đánh tan vong linh nộ hải của các ngươi ánh mắt tiêu viêm trầm xuống như thể chuẩn bị thi triển một thần kỹ càng thêm cường đại mà tiêu viêm cũng trong lúc chống lại vong linh nộ hải của đối phương vừa rồi mơ hồ nhìn thấu khuyết điểm của đối phương đó chính là bất luận công kích vật lý nào đều không hề có tác dụng cho nên chỉ có thể thi triển thánh long ngâm chỉ có thanh ba thần ký mới có cơ hội áp chế đạo vong linh nộ hài này của đối phương hơn nữa tiêu viêm hiện tại lĩnh ngộ thanh ba thần kỹ thánh long ngâm đã hoàn toàn tu luyện đến đại thành hơn nữa hắn cũng muốn thử xem uy lực của thánh long ngâm sau khi đại thành rốt cuộc sẽ cường đại đến mức nào mà đạo thanh ba thần kỹ này không chỉ có thể công kích mà còn có thể chống đỡ một phần lực trùng kích của đối phương đây tuyệt đối là một đạo thanh ba thần kỹ đáng sợ ngay sau đó tiêu viêm cũng không do dự nữa trực tiếp thúc giục toàn bộ lực lượng trong cơ thể chuẩn bị thi triển ra uy lực thực sự của tam trọng thánh long ngâm lúc này trong thần hồn thức hải của tiêu viêm mơ hồ có một đạo hai đạo ba đạo hống thanh yếu ớt truyền ra những long ngâm hống thanh này lại vô cùng nhỏ nhưng tiết tấu thanh ba cũng bị tiêu viêm phân biệt ra theo càng lúc càng nhiều long ngâm hống thanh dần dần truyền ra trong thức hải của tiêu viêm liền có tiếng sấm trầm đục cuồn cuộn những long ngâm hống thanh này bắt đầu dung hợp quấn quanh lẫn nhau tiêu viêm hiện tại đã tu luyện nó đến đại thành cũng rất dễ dàng dung hợp hoàn hảo những lòng ngầm hóng thanh này căn bản sẽ không xuất hiện tình huống thanh ba bài xích lẫn nhau như lúc lần đầu tiên thi triển thánh long ngâm. tiếng sấm trầm đục trong thần hồn thức hải của tiêu viêm càng ngày càng trầm càng ngày càng nồng đậm cảm giác như muốn trực tiếp phá vỡ bích chướng thần hồn thức hải của tiêu viêm như vậy một khi bích chướng thần hồn thức hải bị phá vỡ cũng có nghĩa là tiêu viêm đã ngừng tụ uy lực của tam trọng thánh long ngâm đến đại thành ngay sau đó tiêu viêm đột nhiên mở mắt ra trong mắt tinh quang bắn ra hít sâu một hơi thần nguyên chi khí cùng phần thần chi lực trong cơ thể quần cuộn dâng trào rất nhanh tiếng sấm trầm đục trong thần hồn thức hải này nhanh chóng tuôn ra cuối cùng xông thẳng đến cổ họng tiêu viêm gầm 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 miệng hơi phồng lên sắc mặt tiêu viêm có chút đỏ bừng hai tay bỗng nhiên kết ấn ngay sau đó há miệng ra lập tức lông ngâm hóng thanh như lôi đình vang lên từ trong miệng hán bạo hóng hoạt ra thanh ba vô hình vừa ra khỏi miệng không gian trước mặt tiêu viêm liền dâng lên một trận dao động kịch liệt ngay sau đó long ngâm thanh ba khuếch tán ra ngoài với tốc độ cực nhanh chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm trên không gian yên tĩnh như bị ném xuống mấy vạn quả bom thành lãng không gian cao vạn trượng bộc phát ra cuối cùng cũng trực tiếp va chạm vào vong linh nộ hải của đối phương bộc phát ra âm thanh chấn động màng nhĩ long ngâm gào thét tiếng sấm bùng nổ lấy tiêu viêm làm trung tâm cuồn cuộn ra bốn phía ngay cả không gian cũng gần như bị xé rách đồng thời trong thanh ba vô hình này có kim long chi ảnh thoát ẩn thoát hiện gầm thét một tiếng gầm có thể sụp đổ vạn trượng sơn nhạc hai tiếng gầm có thể chấn vỡ đại địa ba tiếng gầm dẫn động thiên địa cộng minh dẫn xuất thiên địa năng lượng khiến đạo thanh ba này càng thêm cuồn cuộn bất kỳ lực lượng nào cũng khó mà cản nổi sự trùng kích của thanh ba này rất nhanh phong linh nộ hải cuồn cuộn kia liền bị tam trọng long ngâm thanh ba dẫn động thiên địa năng lượng bao phủ trong toàn bộ kết giới đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng va chạm giữa bọn chúng tam trọng thánh long ngâm đáng sợ như tiếng nứt đá bộc phát trong vong linh nộ hài uy lực của thánh long ngâm như có thể xé rách thiên địa chấn nát linh hồn thần hồn vạn hồn thiên hạ vong linh nộ hải vào lúc này không còn yên tĩnh nữa vong linh hải thủy u ám bị thánh long ngâm cưỡng áp đánh tan giống như bị lực lượng vô hình nhất đau lưỡng đoạn giống như có thể nghe thấy tiếng kêu rên của vô số vong linh trong vong linh nộ hải vang lên nhưng rất nhanh cũng im bặt vào lúc này bởi vì đạo thanh ba thần kỹ này của tiêu viêm quả nhiên hữu hiệu lực lượng cường đại trực tiếp áp chế khí tức vong linh của đối phương đánh cho đối phương trở tay không kịp trong cuộc công kích mang tính hủy diệt này uy lực của tam trọng thánh long ngâm cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi quả thực đã vô hạn tiếp cận đẳng cấp việt thế thần kỹ thánh long tộc tổ tiên năm đó hẳn là cũng là một vị cường giả thần trích thực lực rất cường đại chỉ là sau khi thiên cổ hạo kiếp kia xảy ra vô số cường giả thần trích trong đại trụ đều vẫn lạc khiến cho đại trụ bây giờ rơi vào giai đoạn suy thoái cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho chủ thần trở nên khan hiếm có thể chắc chắn thiên cổ hạo kiếp đã mang đến tổn thương nghiêm trọng chưa từng có cho đại trụ đồng thời cũng là vết sẹo không thể nào quên đối với vô số cường giả thần trích. Năm đó, vô số cường giả thần trích trong đại trụ đều nghênh chiến chống lại ngoại địch, không tiếc hy sinh, mà giờ phút này, Tiêu Viêm dựa vào tài nguyên trong đại trụ để bản thân cường đại đến mức độ bây giờ, càng không thể để Đông Châu chi địa biến thành một mảnh phế tích. Kim sắc nhãn đồng của Tiêu Viêm lóe lên, như đang nói cho tất cả mọi người biết, đây chính là sự kiên quyết của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể lanh truyền. Tam trọng thánh long ngâm cuồn cuộn bao phủ tấn công lên vong linh nộ hải, quanh thân còn bộc phát ra từng tầng kim quang bao phủ toàn bộ nộ hải trong kim quang này hội tụ vô số năng lượng đáng sợ mang theo khí tức như thể có thể đóng băng tất cả sinh mệnh mà vong linh nộ hải khiến bốn phương khiếp sợ kia cuối cùng cũng bị đánh tan tiêu tán trên không trung đương nhiên khi thanh ba kia tác động đến xung quanh cái bóng lại đột nhiên ngưng tụ thành từng điểm sáng có thể nhìn thấy giống như vô số sao băng nhỏ bé chèn chúc nhau va vào thần hồn thức hải của ba cái bóng điên cuồng trùng kích trong thần hồn thức hải của bọn chúng từng đạo thanh ba có thể dễ dàng trọng thương thần hồn giống như vô số lưỡi kiếm sắc bén bắn lên bích chứng thần hồn thức hải của bọn chúng trên mặt ba cái bóng cũng hiện lên vẻ mặt đau đớn vạn vẹo như thể đang chịu đựng sự tra tấn cực độ cơ thể bọn chúng bắt đầu run rẩy nhẹ mỗi một lần run rẩy đều giống như đang chống lại áp lực vô hình mỗi một lần hô hấp đều trở nên nặng nề và khó khăn nhưng cuối cùng dưới sự chống trả hết sức của hai bên thần hồn thức hải của ba cái bóng đã hoàn toàn hỗn loạn hơn nữa còn kèm theo cảm giác đau đớn như kim châm tuy công kích vật lý vô dụng đối với bọn chúng nhưng thanh ba thần kỹ hẳn là không có vấn đề gì lớn dư ba của tam trọng thánh long ngâm dần dần tiêu tán vong linh chi hải cũng bị nó chấn nát hóa thành vô số thủy dịch chậm rãi trôi nổi trong hư không dưới cuộc đối đầu vừa rồi có thể nói tiêu viêm hơi chiếm ưu thế đồng thời khiến thần hồn thức hải của ba cái bóng đều bị xuyên thủng còn về việc có bị thương hay không thì không biết bởi vì lúc này ba cái bóng sau khi bị tam trọng thánh long ngâm công kích chỉ có cảm giác đau đớn sau khi uy lực của Tam Trọng Thánh Long ngâm tiêu tán, tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh, ba cái bóng kia vẫn yên lặng trôi nổi trên những thủy dịch kia, toàn thân được lam sắc quang mang bao phủ, như thể trải qua phong bạo vừa rồi, bề ngoài vẫn không có bất kỳ tổn thương nào, khí tức của bọn chúng vẫn rất ổn định.